Ở đầu trang 39 chúng ta thấy có một cái danh từ khá dài gồm có 6 âm tiết civilization. Để chúng ta cố gắng tập dần để đọc cho nó nhanh. Civilization, civilization đây là một danh từ giống cái và có nghĩa là nền văn minh. Và trong bài này người ta giới thiệu cho chúng ta hai thành phố khá quen thuộc. Ở bên tay trái là thành phố Paris, thủ đô của nước Pháp. Và bên tay phải là thành phố Montreal, là thủ phủ của bang Quebec, một bang nói tiếng Pháp ở bên Đức, Canada. Và trong bài này người ta chủ yếu tập cho chúng ta đọc một số các cái con số liên quan tới hai thành phố này cùng với một số danh lam thắng cảnh để chúng ta học thêm. Deux villes à découvrir. Ký tự E có dấu sắc, accentué đọc là E, O với U đọc là U, découvrir. Đây là một động từ nhóm 3 có ý nghĩa là khám phá. Tương đương như trong tiếng Anh là discover, hai thành phố cần phải khám phá. Và bên tay phải chúng ta coi trước các con số cùng với các danh lam thắng cảnh, một số danh lam thắng cảnh của thành phố Paris. Quelques chiffres, một vài con số. Trước hết chúng ta thấy con số 2,2 triệu dân thì chúng ta thấy có hai cách đọc, tôi đã ghi sẵn ở trên này. 2,2 triệu, 2,2 million. Viết nguyên có nghĩa là cái phẩy. Đơ, viết ghi là đơ million. Chúng ta có thể đọc một cách khác nhưng mà không có thông dụng bằng 2 triệu 200 ngàn. Đơ million, đơ song mil. 2 triệu cùng với 200 ngàn. Thành phố Paris có 2 triệu 2 dân. Diện tích là 105 cây số vuông. 105 km carré. Carré là vuông. 105 km carré. Gồm có 463 công viên, 473, chúng ta thấy con số số trăm nó không có S mặc dù nó là 400 bởi vì đi sau con số trăm này còn có các cái con số khác. Và 173 viện bảo tàng, 173 viện bảo tàng. Một số danh lam thắng cảnh ở Paris đó là La Tour Eiffel, tháp Eiffel, construit par l'architecte Gustave Eiffel, được xây dựng nên bởi, chữ par này là bởi, l'architecte, kiến trúc sư Gustave Eiffel. Kiến trúc sư này tên là Gustave Eiffel, như vậy cái tòa tháp này mang tên của người xây dựng là ông Eiffel. Ouverte en 1889, được mở cửa vào năm 1889. Ở bên dưới chúng ta thấy có một cái danh lam thắng cảnh nữa là Les Champs-Élysées. Chúng ta để ý ký tự M khi đứng trước P thì đọc là N. Les Champs-Élysées và đọc nối Les Champs-Élysées. Célèbre avenue de Paris. Đây là một đại lộ nổi tiếng của Paris. Và ở bên dưới chúng ta thấy hình của Viện Bảo tàng Louvre. Le Musée du Louvre, O với U là U, Le Musée du Louvre, Viện Bảo tàng Louvre, 9 millions de visiteurs par an, 9 triệu khách tham quan hàng năm, par an, chúng ta đọc nối E với A, 29 mille visiteurs par jour, mỗi ngày có 29.000 khách tham quan. Và hình thứ tư đó là La cathédrale Notre-Dame de Paris, nhà thờ chính tòa Notre-Dame de Paris, construite de 1163 à 1273. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 1163 tới năm 1272, tức là hơn 100 năm. Và bây giờ chúng ta coi một số các con số cũng như là danh lam thắng cảnh của thành phố Montreal. Quelques chiffres, một vài ba con số, 1 triệu 7 dân, 1 triệu 7 chúng ta cũng có hai cách đọc, A, viết nguyên 7 million, viết nguyên có nghĩa là cái phẩy, hoặc là 1 million 600.000 habitants, diện tích là 364 cây số vuông, 364 km², có 455 công viên,
455 Park có 41 viện bảo tàng Carotea, một vài danh lam thắng cảnh của Montreal đó là Le Vieux Montréal, là khu phố cổ của thành phố Montreal, et la place Jacques Cartier, và quảng trường mang tên Jacques Cartier. Jacques Cartier là tên của một nhà thám hiểm người Pháp lần đầu tiên đặt chân tới Canada, do đó người ta vinh danh ông này bằng cách đặt tên cho một quảng trường. Premier européen à découvrir le Canada en 1534, là người châu Âu đầu tiên khám phá ra nước Canada vào năm 1534. Hình kế tiếp là công viên có tên là Mont-Royal, Le Parc du Mont-Royal. Kế tiếp là viện bảo tàng nghệ thuật Le Musée des Beaux-Arts. Chúng ta để ý phải đọc nối X với ký tự A đi kế tiếp. Le Musée des Beaux-Arts, Beaux-Arts nói chung là các nghệ thuật. Và còn một viện bảo tàng khác nữa, Le Musée d'Art Contemporain, ký tự M mà cũng phát âm là N khi đứng trước P, viện bảo tàng nghệ thuật đương đại Le Musée d'Art Contemporain. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại các cái con số. Các con số của Paris là 2,2 million d'habitants, 105 km², 463 parcs, 173 musées. Ở bên phía của thành phố Montreal là chúng ta có 1,7 million d'habitants, 364 km², 455 parcs, 41 musées. Và bên dưới người ta yêu cầu chúng ta dựa vào các con số bên trên, chúng ta trả lời một số câu hỏi. Comprehension écrite, tức là chúng ta hiểu cái phần người ta viết ra và dựa vào cái phần viết ra chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Écrit là được viết, comprehension là sự hiểu cái phần viết, tức là chúng ta coi các cái tài liệu ở bên trên dựa vào các cái con số, các cái chữ viết này để chúng ta trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, observez le document et les photos. Vous connaissez Seville? Đây là một câu hỏi. Các bạn hãy quan sát cái tài liệu và các cái tấm hình. Các bạn có biết các thành phố này không? Thì ở trên chúng ta đã nói ra đây là người ta giới thiệu hai thành phố. Thành phố thứ nhất là thành phố Paris, thủ đô của nước Pháp, với các cái hình ảnh và con số ở bên tay trái. Và thành phố thứ hai là Montreal, là thủ đô của bang Quebec, với các con số và một số các hình ảnh. Như vậy chúng ta nói đây là cái document này nói về hai thành phố Paris và Montreal. Rồi bây giờ trong cái bài đọc này chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ hai. Le document donne des informations sur, tài liệu này đưa ra những thông tin về. Le document donne des informations sur, information là các cái thông tin, sur tức là trên có nghĩa là về. A. Les habitants, cư dân. B. Les lieux utiles, các cái nơi chốn cần thiết, chẳng hạn như là bưu điện, ngân hàng, vân vân. Les monuments, các cái nơi gọi là các cái nơi danh lam thắng cảnh. Les restaurants, các nhà hàng. L'histoire, lịch sử. Vậy chúng ta nhìn vào chúng ta thấy có thể gạch ngay một số các cái chi tiết không có đúng. Chẳng hạn như l'histoire, chúng ta không thấy nói về lịch sử. Restaurant, chúng ta không thấy nói về các cái nhà ăn, các cái nhà hàng. Rồi les habitants, chúng ta cũng không thấy nói một cái thông tin nào về cư dân. Rồi les lieux utiles là các cái nơi chốn cần thiết cho du khách, như là bưu điện, như là ngân hàng, vân vân. Như vậy document này nói về les monuments. Cả hai thành phố chúng ta đều thấy được giới thiệu bằng những monument. Monument người ta định nghĩa là những công trình xây dựng để tưởng nhớ một sự kiện hay một nhân vật. Như vậy tháp Eiffel được xây ra để tưởng nhớ cái kỳ triển lãm quốc tế năm 1889. Arc de Triomphe này cũng vậy, ở đại lộ Champs-Élysées được xây ra để mà tưởng nhớ việc chiến thắng của Napoleon. Viện Bảo tàng Louvre cũng là nơi lưu giữ Cathedral Notre-Dame, một nhà thờ. Như vậy chúng ta gọi đây là các monument. Ở bên phía của thành phố Montreal như vậy, chúng ta cũng thấy có các cái monument, như là đây là một cái tượng đài ở cái quảng trường, rồi các cái viện bảo tàng.
Như vậy đáp án của câu số 1 chúng ta nói là Le document donne des informations sur les monuments. Chúng ta cho cái đáp án là câu C. Donne des informations sur les monuments. Trong câu số 3, dans le document, retrouvez une place, une avenue, des musées. Trong các tài liệu này, trong cái tài liệu bên trên, các bạn hãy tìm ra một cái quảng trường, một cái đại lộ và những viện bảo tàng. Để chúng ta nhìn lại cái document này, chúng ta thấy một đại lộ, đó là đại lộ Les Champs-Élysées, đại lộ đẹp nhất nổi tiếng của Paris, và cũng có người nói là đây là đại lộ đẹp nhất thế giới, Une Avenue. Người ta yêu cầu chúng ta nêu tên của một công viên. Ở chúng ta thấy bên hình của nước của thành phố Montreal có Le Parc du Mont-Royal. Rồi người ta cũng yêu cầu chúng ta nêu tên của các viện bảo tàng. Thì chúng ta thấy ở trong các cái tấm hình của thành phố Montreal có hai viện bảo tàng: Le Musée des Beaux-Arts, viện bảo tàng nghệ thuật; Le Musée d'Art Contemporain, viện bảo tàng nghệ thuật đương đại. Và ở bên thành phố Paris chúng ta thấy có Le Musée du Louvre, viện bảo tàng Louvre. Kế tiếp chúng ta trả lời câu hỏi số 4, vrai ou faux, đúng hay sai. Người ta đưa ra cho chúng ta bốn cái thông tin này, chúng ta xem bốn thông tin này đúng hay sai. Nếu đúng thì chúng ta nói là vrai, nếu sai chúng ta nói là faux. 2,2 million de personnes habitent à Paris. Có 2,2 triệu dân đang cư ngụ ở thành phố Paris. Vrai ou faux? Đây là một thông tin vrai, rất là đúng. Bên trên chúng ta đã thấy là thành phố này dân số có 2,2 triệu. 9 million de personnes visitent le Louvre tous les jours. 9 triệu du khách tới tham quan viện bảo tàng Louvre mỗi ngày, đúng hay sai? Ở đây chúng ta thấy cái thông tin này là sai, do bởi người ta nói là viện bảo tàng Louvre có 9 triệu khách tham quan mỗi năm chứ không phải là mỗi ngày. Như vậy đây là một thông tin sai. Thông tin thứ tư, Gustave Eiffel découvre le Canada en 1534. Ông kiến trúc sư Gustave Eiffel đã khám phá ra nước Canada vào năm 1534. Đây là một thông tin sai, c'est faux, là bởi vì cái người khám phá ra nước Canada vào năm 1534 là nhà thám hiểm Jacques Cartier, trong khi ông Gustave Eiffel là người xây ra tháp Eiffel. Và thông tin cuối cùng số 4, Le Parc du Mont-Royal est à Paris. Công viên có tên là Parc Royal thì nó nằm ở thành phố Paris. Đây là một thông tin sai, c'est faux, bởi vì theo ở bên trên chúng ta thấy công viên này nằm ở thành phố Montreal. Le Parc du Mont-Royal thì nằm ở phía bên thành phố Montreal. Ở trong phần cuối trang ở phía bên tay phải chúng ta thấy có một cái tài liệu Francophonie, tức là đây là một danh từ nói về pháp thoại, tức là sự nói tiếng Pháp. Vous connaissez les villes francophones? Các bạn có biết một số các thành phố pháp thoại, tức là một số thành phố của các quốc gia nói tiếng Pháp hay không? Associer le pays et la ville. Associer là chúng ta nối kết cái phần bên tay trái với phần bên tay phải. Phần bên tay trái là tên của quốc gia, phần bên tay phải là tên của các thành phố. Puis regardez la carte de la Francophonie. Rồi các bạn hãy tìm ở các trên cái bản đồ của các nước pháp thoại ở phần số 4, phần số 6 ở cái biểu cuối. Và chúng ta thấy ở bên tay phải này là có một cái tượng đài ở thành phố Brussels, người ta gọi đây là Atomium. Ở chỗ này người ta du khách tới viếng thăm rất là nhiều, người ta làm một cái tượng đài rất là lớn và với biểu tượng là hình một nguyên tử Atomium. Atom là nguyên tử, Atomium. Ở trên này chúng ta có thang máy đi lên, và trên các cái phần tròn tròn này chúng ta có thể có thang máy đi lên đứng ở trên cao này để ngắm cảnh quan của thành phố Brussels. Trước hết chúng ta hãy làm cái công việc là nối tên của các quốc gia với các thành phố của nó. A, le Senegal là một nước pháp thoại ở Tây Phi và thành phố của nó là Dakar, thủ đô là Dakar. La Belgique
là nước Bỉ, thủ đô của nó là Brussels. Le Canada thì có thành phố, có bang Quebec. Bang Quebec là tên của một tiểu bang. Le Mali là một quốc gia ở châu Phi, có thủ đô là Bamako. Và sau cùng, Thụy Sĩ, La Suisse, thì chúng ta có thành phố lớn là Geneva. Và chúng ta tập phát âm tên các địa danh này: Le Senegal, Dakar, La Belgique, Bruxelles, Le Canada, Quebec, Le Mali, Bamako, La Suisse, Geneva. Và phần cuối cùng ở cuối trang, đây là một cái thông tin. Tôi xin dịch để cho các anh chị nắm được cái thông tin này, bởi vì đây là một cái bài khá dài, có lẽ chúng ta chưa hiểu hết. Les Français sont désagréables avec les touristes. Cái đề tựa đưa ra là như thế này: người Pháp thì tỏ ra khó chịu đối với các du khách. Agréable là dễ chịu, désagréable tức là không có dễ chịu, khó chịu. Avec, với, les touristes, với các du khách. 85% des touristes interrogés sont satisfait de l'accueil des Français. 85% các du khách được hỏi, động từ interroger là được hỏi, thì tỏ ra hài lòng, sont satisfait de l'accueil, về cái sự đón tiếp des Français. Et 72% des touristes parlent facilement dans une langue étrangère avec les Français pendant le voyage. Và 72% các du khách có thể nói, động từ parler là nói, facilement, một cách dễ dàng, dans une langue étrangère, trong một cái ngôn ngữ khác, tức là tới Pháp không nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, vân vân, avec les Français, với người Pháp, pendant le voyage, trong khi họ tới du hành, tới tham quan nước Pháp. Như vậy ở đây người ta cho những con số này là khá tốt. Đa số người du khách nước ngoài được hỏi thì hài lòng với cách đón tiếp của người Pháp, và cũng đa số du khách nước ngoài đến Pháp thì có thể dùng các cái ngôn ngữ khác ngoài tiếng Pháp. Nhưng mà cái đề tựa người ta để là Les Français sont désagréables avec les touristes. Cái đề tựa này của một bài báo trích từ trong báo L'Expansion, L'Express.fr.